Xin chào các bạn khán giả của AI Việt Nam. Người xưa đã đúc kết một câu nói rất hay: nghèo thì lâu, chứ giàu thì mấy chốc. Câu nói tưởng ngược đời mà hóa ra lại rất thuận đời, nhất là áp dụng trong trường hợp nghiên cứu và sản xuất vaccine chống COVID-19 Nanocovax. Những ngày Việt Nam mới bắt tay vào nghiên cứu, gặp vô vàn khó khăn, chúng ta phải vừa ném đá vừa dò đường. Nghe tin Việt Nam cũng bắt tay vào nghiên cứu vaccine COVID-19, nhiều quốc gia đã nhìn bằng cặp mắt ái ngại, thiếu tin tưởng. Thậm chí anh bạn Trung Quốc còn lên hẳn bài báo với nội dung: tại sao một nước nghèo như Việt Nam lại quan tâm đến sản xuất vaccine COVID-19? Tuy nhiên cũng không ít quốc gia đứng lên ủng hộ Việt Nam. Kết quả thử nghiệm chính là những con số biết nói, tỷ lệ sinh miễn dịch của Nanocovax đạt 99,4%, không thua bất kỳ một loại vaccine nào trên thị trường hiện nay. Chính tiếng vang đó đã mang đến cho Nanogen hai bản hợp đồng xin chuyển giao công nghệ từ hai cường quốc y dược của thế giới là Ấn Độ và Hàn Quốc. Những thành công liên tục đó là những đòn chí mạng dành cho sự xem nhẹ của Trung Quốc với chúng ta bao lâu nay. Mới đây, báo sứ Trung Quốc đã đăng tải bài viết với tiêu đề "Việt Nam sẽ làm nên lịch sử cho ngành dược Đông Nam Á". Liệu đây có phải là một lời khen thật lòng, một nhận định khách quan hay lại chứa ẩn ý thâm sâu gì trong đó? Hãy cùng AI Việt Nam vạch trần sự thật này nhé! Bài báo được đăng tải trên Sohu.com ngày 24 tháng 7 năm 2021 với tiêu đề đầy đủ như sau: "Việt Nam sẽ làm nên lịch sử cho ngành dược Đông Nam Á khi dự kiến sản xuất 100 triệu liều vaccine COVID-19 tự nghiên cứu trong năm 2021. Có vẻ sau cú nổ kép của Nanocovax trong tháng 8 vừa rồi đã khiến Trung Quốc phải giật mình nhìn lại. Ngay từ đầu bài báo, tác giả đã mô tả lại bức tranh toàn cảnh COVID-19 tại Việt Nam hiện nay và phân tích khá kỹ về chiến lược vaccine của chúng ta. Như bao quốc gia khác, Việt Nam đang tập trung mọi biện pháp để phòng chống dịch COVID-19. Kể từ sau đợt dịch thứ tư, từ ngày 27 tháng 4, Việt Nam đã ghi nhận hàng trăm nghìn ca nhiễm và hàng trăm nghìn ca tử vong trên hầu hết các tỉnh và thành phố. Khi tốc độ tấn công của biến thể Delta tăng gấp 2 đến 3 lần so với đợt bùng phát trước, sức nặng lại càng gia tăng. Bộ Y tế xác định chỉ có vaccine COVID-19 mới là chìa khóa giúp khôi phục lại cuộc sống bình thường. Do đó, việc nghiên cứu sản xuất vaccine được coi là một giải pháp tiền quyết. Bởi nếu làm được điều này, Việt Nam sẽ đi vào lịch sử Đông Nam Á khi là quốc gia đầu tiên nghiên cứu và tự sản xuất thương mại vaccine COVID-19. Anh bạn Trung Quốc có vẻ hốt hoảng khi phía Việt Nam ngày càng đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu và thử nghiệm vaccine. Theo các chuyên gia Việt Nam, khi 70% dân số được tiêm phòng đầy đủ 2 mũi thì nước này sẽ đạt miễn dịch cộng đồng. Và để làm được điều này, Việt Nam cần phải đạt được 150 triệu liều vaccine, một con số không hề nhỏ một chút nào. Để sớm thực hiện hóa được điều này, Việt Nam đang triển khai chiến lược vaccine với nhiều mũi chủ công. Thứ nhất, ngoại giao vaccine để tiếp cận các nguồn vaccine trên thế giới. Và thứ hai là đẩy mạnh nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước, nỗ lực vượt qua đại dịch bằng chính nội lực của mình. Thứ ba là nhận chuyển giao công nghệ từ các nước khác để sản xuất, giống như cách mà Vingroup đang thực hiện. Trong những mục tiêu trên, tất nhiên là tự cường về vaccine được coi là giải pháp căn cơ lâu dài. Có thể nói chiến lược vaccine là kiềng ba chân của Việt Nam đang phát huy hiệu quả. Quay trở lại nội dung về Nanocovax, dù muốn hay không, phía báo Trung Quốc cũng phải thừa nhận hiệu quả của loại vaccine này. Bởi qua quá trình thử nghiệm, nghiên cứu và số liệu đều được công khai minh bạch trên website của công ty công nghệ sinh học dược Nanogen và website WHO. Nhất là số liệu thử nghiệm thứ ba, giai đoạn thử nghiệm quan trọng nhất của bất kỳ loại vaccine nào. Nanocovax được tiêm trên 13 tình nguyện viên với kết quả khả quan. Hơn nữa, vaccine của Việt Nam được nghiên cứu dựa trên công nghệ sản xuất protein tái tổ hợp nên có ưu điểm lớn nhất là an toàn, có khả năng sinh miễn dịch đạt 94% và tất nhiên là 100% các tình nguyện viên tham gia thử nghiệm đều sinh miễn dịch. Trích lời của ông Hồ Nhân, Tổng Giám đốc Nanogen, công ty luôn đề cao tính an toàn, tính sinh miễn dịch và khả năng bảo vệ nên rất mong nhận được sự đồng hành của chính phủ và Bộ Y tế trong quá trình sản xuất vaccine. Quả nhiên người Việt Nam nói là làm, trước đề xuất của ông Hồ Nhân không lâu, chỉ đến cuối tháng 6, các thủ tục hành chính của Nanocovax được tháo gỡ, quá trình thử nghiệm của Nanocovax như lắp thêm tên lửa càng được đẩy nhanh hơn. Nhưng điều quan trọng nhất là nhanh mà không ẩu, không bỏ sót khâu nào để đảm bảo an toàn, công bằng, rõ ràng và đạt tiêu chuẩn quốc tế. Trước nay, phía Trung Quốc cũng như nhiều quốc gia chắc mẩm rằng Việt Nam tìm ra công nghệ sản xuất vaccine là một chuyện, nhưng có đủ điều kiện, cơ sở vật chất để sản xuất vaccine hay không thì lại là câu chuyện khác. Bởi sản xuất vaccine chống COVID-19 cần rất nhiều loại máy móc tối tân, điều kiện bảo quản cao, yêu cầu về kỹ thuật lại càng chặt chẽ. Ví dụ như Pfizer, tính nguyên chi phí rủi ro cho sản xuất, hãng đã phải chi đến 2 tỷ đô la với những loại máy móc hiện đại như máy trộn phản lực xung, hệ thống máy móc vận hành để đảm bảo lưu lượng và áp suất chính xác đến tuyệt đối. Từ lý do trên mà quốc gia tỷ dân luôn có vẻ xem nhẹ Việt Nam, đất nước vẫn thường bị Trung Quốc gọi với cái tên mỉa mai là tiểu bá An Nam. Thế nhưng ai mà ngờ được, chính tiểu bá An Nam đã âm thầm chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu rồi. Nanogen đã xây dựng hệ thống nhà xưởng
vận hành mới hai lò phản ứng sinh học Bioreactor 500 lít và 1.000 lít, nâng cao hiệu lực sản xuất lên tới 8 đến 12 triệu liều mỗi tháng. Và để làm được điều này, NanoGen sẽ vận hành hai dây chuyền lọ và bơm tiêm đóng sẵn thuốc. Đối với vaccine, sản xuất luôn phải đi kèm với cơ chế bảo quản đúng tiêu chuẩn, nếu không vaccine coi như bỏ đi. Vì vậy, NanoGen đang gấp rút hoàn thiện hệ thống kho lạnh với sức chứa 10 triệu liều suốt thời gian vận chuyển. Nói về việc bảo quản, đây cũng là một ưu điểm vượt trội của vaccine Nanocovax, trong khi các loại vaccine COVID-19 thông thường cần bảo quản trong điều kiện lạnh, từ âm 70 đến âm 80 độ C, thì Nanocovax hoàn toàn có thể bảo quản ở điều kiện lạnh thông thường, từ 2 đến 8 độ C. Tính ra cũng chẳng khác nhiệt độ tủ lạnh của nhà bạn là mấy. Nước đi ngoạn mục này của Việt Nam khiến tác giả bài viết trên báo Trung Quốc phải thừa nhận rằng việc nghiên cứu và phát triển vaccine Made in Việt Nam được thực hiện khẩn trương nhưng đảm bảo khoa học, chặt chẽ và đầy đủ các số liệu tin cậy. Nếu kế hoạch như dự kiến, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia Đông Nam Á đầu tiên tự sản xuất được vaccine COVID-19. Hiện nay ngoài Việt Nam, còn có Thái Lan và Indonesia cũng đang nghiên cứu sản xuất vaccine COVID-19 nội địa. Tại Thái Lan, 3 loại vaccine đang được nước này nghiên cứu, phát triển đồng thời 3 loại vaccine ngừa COVID-19, trong đó có Chula COVID-19 đang là ứng cử viên tiềm năng. Bên cạnh đó, cuối năm nay, Thái Lan cũng có ý định thử nghiệm lâm sàng loại vaccine ngừa COVID-19 dưới dạng xịt mũi mà nước này đang phát triển. Mặc dù các sản phẩm vaccine của Thái Lan đã có những kết quả thử nghiệm ban đầu rất đáng khích lệ, nhưng các viện nghiên cứu của quốc gia này không hiểu vì sao lại cùng gặp chung một số vấn đề về tài chính và chính sách. Còn về Indonesia, quốc gia Đông Nam Á chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ đại dịch COVID-19 với hơn 50.000 ca tử vong, cũng vừa tuyên bố sẽ sớm hoàn tất quá trình thử nghiệm lâm sàng vaccine vào cuối năm nay. Loại vaccine nội địa này có tên là Merah Putih, được nghiên cứu bởi Đại học Indonesia và Viện Khoa học Indonesia, dự kiến có thể bắt đầu sản xuất hàng loạt vào đầu năm 2022. Đông Nam Á trước giờ luôn bị coi là khu vực của các quốc gia nhỏ bé, đang phát triển. Nhưng thông qua việc Việt Nam và một số các quốc gia Đông Nam Á đang ngày đêm nỗ lực nghiên cứu vaccine trong nước đã thể hiện ý chí tự lực, tự cường. Đó chính là tuyên bố đành thép về sự quyết tâm của các nước này trong việc bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân, trong đó Việt Nam đang được coi là quốc gia đứng đầu. Để đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu, sản xuất vaccine và sớm được sự công nhận của quốc tế cũng như Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Việt Nam đang tích cực trong việc liên hệ với các nước để chuyển giao công nghệ như một cách để củng cố hơn uy tín của vaccine nước nhà, để vaccine Việt Nam được thử nghiệm ở nhiều môi trường, trước nhiều điều kiện và các biến chủng virus hơn. Chỉ cần nhận được phản hồi tốt từ các quốc gia khác, Nanocovax sẽ sớm được Tổ chức Y tế Thế giới thông qua. Người ta thường nói hữu xạ tự nhân hương. Ngay khi vừa bước vào giai đoạn thử nghiệm 3, Nanocovax đã nhận được sự quan tâm từ rất nhiều quốc gia. Cú hích đầu tiên là bản hợp đồng bảo mật được ký ngày 8 tháng 8 giữa NanoGen và Vicaria Ấn Độ nhằm phục vụ chuyển giao công nghệ, sản xuất phân phối vaccine Nanocovax. Tiếp ngay sau đó là hợp đồng giữa NanoGen với hãng dược HLB của Hàn Quốc vào ngày 18 tháng 8. Trong đó NanoGen đồng ý chuyển giao công nghệ cho công ty Hàn Quốc, còn phía Hàn Quốc sẽ sản xuất và bán vaccine Nanocovax cũng như thực hiện các chiến dịch tiếp thị sản phẩm này trên toàn cầu. Loại vaccine cây nhà lá vườn của Việt Nam nằm trong tầm ngắm của rất nhiều quốc gia lớn, vừa là tin vui, nhưng cũng là tiếng chuông cảnh báo chúng ta phải luôn cảnh giác, không được chủ quan, bởi cuộc chạy đua vaccine là một trường đua khốc liệt. Nhất là khi chúng ta lại ở cạnh anh bạn hàng xóm lắm chiều, vì thế cẩn thận sẽ không bao giờ là thừa. Các hợp đồng ký kết luôn cần đi kèm với những điều khoản chặt chẽ về việc tự chủ vaccine của Việt Nam, cũng như giữ nguyên được giá ban đầu dành cho người Việt, quyết không để các quốc gia khác thao túng. Chúng ta đang ngày một chạm tay gần hơn tới thành công. Nanocovax đang dần biến một câu chuyện cổ tích trở thành hiện thực. Đằng sau đó là một nỗ lực phi thường, mồ hôi, nước mắt của hàng ngàn con người. Giờ đây không chỉ họ mà mỗi chúng ta, những người dân Việt Nam sẽ cùng nhau viết tiếp câu chuyện ấy, đưa vaccine Việt vươn ra thế giới. Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Các bạn nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa thì hãy chia sẻ video này của Ai Việt Nam đến với mọi người nhé. Hãy nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác của chúng mình. Và ở những video tiếp theo, các bạn muốn Ai Việt Nam thảo luận về vấn đề gì nào? Đừng quên gợi ý cho chúng mình trong phần bình luận phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!